Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đại dịch Covid-19 và bài học chuyển bại thành thắng của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Một trong những thảm họa của người dân Việt Nam trong những năm gần đây có lẽ là đại dịch Covid-19. Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, tổng số người tử vong do Covid-19 lên tới con số 43.000 người. Đó là chưa kể tới hàng triệu người lao động mất việc làm do chính sách phong tỏa cực đoan. Điều đáng nói là cách thức điều hành chống dịch vô trách nhiệm và thiếu khoa học của chính phủ đã phát sinh tình trạng lợi dụng dịch bệnh để mà trục lợi của các tổ chức cá nhân trong bộ máy nhà nước. Vậy mà báo chính phủ vào ngày 29 tháng 10 giật tít rằng Thủ tướng, tinh thần Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam một lần nữa được khẳng định. Bài báo cho biết sáng ngày 29 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết công tác phòng chống dịch COVID-19 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương. Ông Thủ tướng, tinh thần Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam một lần nữa được khẳng định. Ông đã nói như thế. Và đích thân Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khẳng định rằng thành công trong cuộc chiến chống đại dịch một lần nữa khẳng định tinh thần Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam không lùi bước trước mọi khó khăn, thách thức, càng áp lực lại càng nỗ lực. Phát ngôn này cho thấy Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tuyên bố Việt Nam đã chống dịch COVID-19 thành công. Dư luận xã hội bất ngờ với tuyên bố của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và thấy rằng tuyên bố này hoàn toàn đi ngược lại với thực tế và kết quả chống dịch COVID-19 vừa qua. Trên thực tế, trong hơn 5 tháng cao điểm của đại dịch, tính từ tháng 4 đến hết tháng 9 năm 2021, chính phủ đã chỉ đạo thực hiện việc phong tỏa nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là các tỉnh phía Nam để mà phòng chống dịch COVID-19. Từ việc truy vết rồi đưa những người phơi nhiễm COVID-19 đi cách ly và điều trị tập trung là một chính sách sai lầm tai hại nhất. Bởi vì tại sao đã là cách ly mà lại còn tập trung? Nghĩa là đưa những người nhiễm và không nhiễm virus vào ở tập trung khiến xảy ra tình trạng lây chéo và số người nhiễm bệnh tăng lên nhanh chóng. Cũng chính vì vậy mà nhiều người chết thiêu không kịp. Điều này đã làm cho hệ thống y tế bị quá tải, người bệnh không được chăm sóc chu đáo, từ đó dẫn đến tình trạng tử vong tăng cao trong cả nước. Đó là chưa kể tới việc toàn bộ hệ thống khám chữa bệnh bình thường ở các bệnh viện, đối với các bệnh không liên quan đến COVID-19 thì hoàn toàn bị tê liệt, không thể hoạt động. Dòng người lao động từ Sài Gòn tháo chạy về quê trong đại dịch COVID-19 vào tháng 9 năm 2021. Chưa kể tới việc, từ đầu tháng 5 năm 2021, chính phủ đưa ra các quyết định giãn cách xã hội, mà thực chất là phong tỏa từng khu vực hoặc toàn bộ. Điều đó đã khiến tất cả các cửa hàng, các chợ truyền thống buộc phải đóng cửa trong nhiều tuần. Các gia đình ở khu vực nguy cơ cao như vùng đỏ không được phép đi mua thực phẩm và cũng không được nhận tiếp tế. Sau đó, mỗi hộ gia đình chỉ được phép ra đường 1-2 lần một tuần để mà mua thực phẩm nhanh trong các siêu thị. Chính sách cực đoan và sai lầm đó đã khiến cho người dân hết sức lao đao trong điều kiện nguồn thu nhập quá mức hạn hẹp do không có việc làm. Theo số liệu thống kê là Tổng cục Thống kê, đến hết quý 3 năm 2021 có hơn 28,2 triệu người bị mất việc làm, giảm giờ làm, giảm thu nhập do tác động của đại dịch COVID-19. Mất việc làm và không được hỗ trợ kịp thời dẫn hệ quả là hàng triệu người lao động phải vượt vòng phong tỏa để mà tháo chạy khỏi các thành phố lớn, đổ về quê nhà. Vẫn theo Tổng cục Thống kê, từ thời điểm tháng 9 năm 2021 đã có khoảng 1,3 triệu lao động ở phía Nam phải về quê vì cuộc sống ở thành phố và các khu công nghiệp quá khó khăn. Nghiêm trọng hơn, phải kể đến việc các quan chức nhà nước đã lợi dụng dịch bệnh để mà móc túi dân thông qua những vụ án như chuyến bay giải cứu hay chính sách xét nghiệm thần tốc trên diện rộng để mà tiêu thụ kit xét nghiệm giả của công ty Việt Á. Trong vụ Việt Á, cơ quan điều tra Bộ Công an đã công bố đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố 38 bị can, trong đó có cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long và cựu Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Nhà báo Nguyễn Thông trong status thành ngữ mới, thành công tốt đẹp, đăng trên trang Facebook cá nhân có cho rằng những người cộng sản vô thần và duy ý chí chỉ tin vào chính họ. Với họ chỉ có đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nếu thất bại,
họ có cách, nhất là bằng tuyên truyền, truyền bại thành thắng. Họ chỉ nhấn mạnh, ca ngợi, tung hô thành công, đồng thời phớt lờ đi, ỉm đi những thất bại. Ngày trước khi họ nói thành công tốt đẹp thì dân tin, còn nay dân hiểu rằng bên trong cái thành công tốt đẹp luôn chứa đầy ung nhọt, có thể vỡ ra bất cứ khi nào. Cho nên công luận thấy rằng chẳng có gì bất ngờ khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định con số 43.000 người tử vong trong đại dịch COVID-19 là một thành công. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin của Thời báo.nay Đại dịch COVID-19 và bài học chuyển bại thành thắng của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Truy cùng diệt tận Thủ tướng, Tổng Trọng cẩn thận, gậy ông, đập lưng ông. Giới phân tích trong và ngoài nước luôn khẳng định công cuộc đốt lò nhân danh chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với bản chất là một cuộc thanh trừng phe nhóm để loại bỏ các nhân vật cộng cán của các phe nhóm chính trị trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước năm 2003, ông Đinh La Thăng chỉ làm cán bộ đoàn ở Tổng Công ty Sông Đà, song lại được sự nâng đỡ của Trần Đại Quang, kẻ đứng đầu nhóm chính trị Hà Nam, Ba Dũng và họ Đinh lần lượt trải qua các vị trí ho ra bạc, khạc ra tiền như Tập đoàn Dầu khí PVN, Bộ Giao thông Vận tải v.v. Sự giàu có nhờ vơ vét tài sản quốc gia của Đinh La Thăng và phương châm chính trị của Trần Đại Quang khi đó được cho là tham nhũng rồi dùng tiền để mua chức theo một quy trình vòng xoáy chôn ốc, tức chức sau cao hơn chức trước. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 vào tháng 1 năm 2021. Tới mức tại Hội nghị Trung ương khóa 14 của Đại hội 11, Hội nghị Trung ương cuối để chốt nhân sự chủ chốt cho Đại hội 12. Thời điểm đó, tin cho biết Đinh La Thăng mang cả bao lớn tới phong bì dày cộp tiền đô la để phát công khai cho các trung ương ủy viên để mua vé vào Bộ Chính trị khóa 12. Tổng Bí thư Trọng ghi lại những hành động này và quyết định phải diệt Đinh La Thăng cho bằng được vì công việc này. Tuy nhiên, hành động tấn công trực diện vào Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, lại thể hiện sự thô bạo của một kẻ võ biển. Và điều đó không những không thuyết phục được dư luận mà còn khẳng định được vững chắc hơn nhận định rằng Tổng Trọng chống tham nhũng thì ít mà chủ yếu là loại bỏ kẻ thù. Kể từ tháng 4 năm 2019 sau sự cố Kiên Giang, ông Nguyễn Phú Trọng luôn được các cố vấn Trung Quốc theo sát và tham mưu. Trong vỏ bọc là các bác sĩ chăm sóc sức khỏe của đảng bạn cử sang Hà Nội. Các cố vấn của bạn liên tục điều chỉnh các quyết định của ông Trọng cho phù hợp với tình hình cụ thể. Theo nhà bình luận, giáo sư Sachai Abusa thuộc Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ có trụ sở tại Washington DC. Trong bài viết mới nhất với tiêu đề "Chuyện gì đằng sau vụ án tham nhũng mới nhất ở Hà Nội" đã đưa ra một tiết lộ rất quan trọng, đó là chiến dịch chống tham nhũng dường như không còn tập trung vào các quan chức cấp cao, mà thay vào đó là người được bảo trợ, gia đình và đối tác làm ăn của họ. Đây quả thực là một phát hiện rất mới. Ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Điều vừa kể của giáo sư Saicha Abusa đã giúp cho chúng ta có thể hiểu rõ lý do tại sao trong vụ án chuyến bay giải cứu, Bộ Công an đã truy tố Nguyễn Quang Linh là trợ lý của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, và trong vụ án Việt Á đã truy tố Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm. Từ đó loại bỏ hai phó thủ tướng này ra khỏi vũ đài chính trị. Rồi sau đó lấy lý do phải chịu trách nhiệm chính trị do để hai phó thủ tướng cấp dưới là ông Minh và ông Đam phạm sai lầm. Tổng Trọng đã tạo sức ép buộc cựu thủ tướng nguyên chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phải từ chức. Cách làm này không chỉ giúp ông Trọng một mũi tên trúng hai đích và quan trọng vừa loại bỏ được hai nhân vật kỹ trị Tây học, được đào tạo bài bản ở phương Tây là ông Minh và ông Đam, đồng thời loại bỏ được hai phó thủ tướng là những người giúp việc đắc lực cho Thủ tướng Phạm Minh Chính.
nghĩa là thực hiện được việc chặt tay chặt chân Thủ tướng Chính để tiến tới loại bỏ đối tượng chính trị này. Thủ tướng của Việt Nam, ông Phạm Minh Chính, vẫn cùng một chính sách thanh trừng đối thủ, thông qua việc tập trung đánh vào người được bảo trợ hay đối tác làm ăn của họ. Đó là lý do vì sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian gần đây đã tập trung xoáy sâu vào nữ doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn, một bị cáo đang bỏ trốn. Lâu nay, bà Nhàn vẫn được cho là có mối quan hệ trên mức tình cảm với ông Thủ tướng Việt Nam đương nhiệm Phạm Minh Chính. Nhất là vào thời điểm hiện nay, sau Hội nghị Trung ương 8, các cuộc đấu đá chính trị nội bộ của thượng tầng cao cấp rõ ràng đang diễn ra, khi cuộc chạy đua vào ghế Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các vị trí quyền lực khác trong Đảng trước kỳ đại hội lần thứ 14 được đánh giá đang có chiều hướng tăng tốc. Câu chuyện ông Trọng muốn triệt hạ Thủ tướng Chính ra sao? Mời quý vị theo dõi phần tiếp theo của Thời báo.de. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Truy cùng diệt tận Thủ tướng, Tổng Trọng cẩn thận gậy ông đập lưng ông. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn.